Quốc hội Hoa Kỳ dự tính trong tuần này sẽ xem xét một số dự luật tài trợ nghiên cứu, tìm ra một loại vaccine để phòng chống virus Zika chết người và một kế hoạch để kiểm soát mũi truyền bệnh. Tuy nhiên, vấn đề tồn tại là các nhà lập pháp sẵn lòng chi bao nhiêu tiền để kiềm chế loại virus mà có thể gây ra dị tật bẩm sinh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và gây tổn hại cho sự phát triển. 3 tháng trước, Tổng thống Barack Obama đã đề xuất một kế hoạch 1.9 tỷ đô la để bào chế một loại vaccine kiểm soát mũi và giúp những nước khác chống lại virus này. Thế nhưng những đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong Quốc hội nói rằng kế hoạch này quá tốn kém và trần trừ chưa phê chuẩn. Hôm thứ hai, các vị dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện đã đưa ra một đề xuất 622 triệu đô la cho việc bào chế vaccine và kiểm soát mũi quốc tế. Thượng viện dự định sẽ bắt đầu biểu quyết vào ngày thứ ba về kế hoạch của ông Obama, một kế hoạch thay thế của phe Cộng hòa và một biện pháp thỏa hiệp với chi phí 1.1 tỷ đô la. Thậm chí nếu những biện pháp này được cả hai viện thông qua, những nét chính cho một thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa rõ ràng. Cho đến nay, tại Hoa Kỳ có hơn 500 trường hợp nhiễm virus Zika. Tất cả các trường hợp này đều có liên quan đến việc du lịch ở nước ngoài.